Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, nhắc đến hầm trú ẩn dành cho ngày tận thế, nhiều người sẽ nghĩ đến căn phòng bê tông với rừng nằm la liệt và chất đầy thực phẩm đóng hộp. Nhưng những hầm trú ẩn thế kỷ thứ 21 lại hoàn toàn khác biệt. Hầm trốn tận thế của giới siêu giàu ngày nay khiến cho nhiều người kinh ngạc vì mức độ sang trọng của chúng. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, hầm tận thế chỉ đơn giản là nơi để con người tránh bom đạn thảm họa. Trong thế kỷ thứ 21, các tỷ phú thế giới đã cho xây những căn hầm với đầy đủ hồ bơi, trung tâm spa, hầm tượng và dạp chiếu phim để hưởng thụ cuộc sống, bất chấp chuyện kinh thiên động địa đang diễn ra bên ngoài. Mỗi lo sợ toàn cầu bị hủy diệt không chỉ thường trực trong thời chiến tranh lạnh, ngay cả hiện tại, những hầm trú ẩn thế kỷ 21 cũng được quan tâm và ngày càng khác biệt so với thế kỷ trước. Robert Vicino, doanh nhân bất động sản, điều hành công ty xây dựng và quản lý những công trình hầm trú ẩn cao cấp trên thế giới, cho biết hầm trú ẩn thời ông cha bạn sẽ không được thoải mái lắm. Chúng xám xịt, làm bằng kim loại giống như tàu hoặc thiết bị quân sự. Và sự thật, con người không thể sống sót trong thời gian dài với một môi trường thô sơ và thiếu thốn như thế. Trên thực tế, giới siêu giàu đang chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những kịch bản tận thế như chiến tranh hạt nhân, đại dịch bệnh, thảm họa, sát sống và thiên tai bằng cách đầu tư vào các căn hầm trú ẩn sang trọng với tiêu chuẩn lên đến năm sao. Giống như những căn hầm tận thế từng được xây dựng trước đây, hầm của giới siêu giàu cũng đủ sức chứa thực phẩm trong vòng một năm, cùng với khả năng chống lại động đất, nhờ tường làm bằng thép siêu dày. Giá cho mỗi hầm trú ẩn không hề rẻ. Với từ 20.000 euro, khoảng 500 triệu đồng trở lên, tùy vào nội thất và dịch vụ bên trong. Robert Vicino, giám đốc điều hành một công ty chuyên xây dựng hầm trú ẩn, cho biết khách hàng của ông chủ yếu là giới nhà giàu và những người có thu nhập ít nhất từ 8.000 bảng Anh mỗi năm. Một số người nổi tiếng bao gồm nhiều ngôi sao thể thao và tỷ phú Bill Gates được tin là đã đổ tiền vào những căn hầm trú ẩn sang trọng này. Douglas Roscoe, một nhà báo chuyên viết về công nghệ, đã ghi lại hình ảnh và câu chuyện về những bông khi đặc biệt của những tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại. Đây sẽ là nơi trú ẩn của họ và gia đình trong trường hợp tận thế hoặc các thiên tai thảm họa xảy ra. Roscoe cho biết, những bông khi này được xây dựng để phòng tránh những sự kiện uyển ngữ của họ cho sự sụp đổ môi trường, bất ổn xã hội, vụ nổ hạt nhân, bão mặt trời, virus không thể ngăn chặn hoặc vụ hắc máy tính độc hại phá hủy mọi thứ. Một số công ty đang âm thầm xây dựng hầm trú ẩn sinh tồn mà những người cực kỳ giàu có với mức giá người thường không thể tưởng tượng được. Các công ty này từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho Insider về các khách hàng hoặc dự án cụ thể mà họ đã thực hiện với lý do lo ngại về quyền riêng tư. Các căn hầm này dù được xây để lánh nạn nhưng không khác gì resort nghỉ dưỡng. Với cả các khu vực chung và nhà riêng, chúng được thiết kế lớp an toàn đặc biệt để có thể ngăn cản mọi thảm họa có thể lường trước được ở thời điểm hiện tại. Một trong những bông kỳ sang trọng nhất thuộc về công ty Vivos nằm ở Đức và được thiết lập để cung cấp cho các khách hàng không gian sống rộng hơn 230 m vuông. Vivos cho biết họ sẽ có nhiều tiện nghi và hoạt động như một khu đô thị với quán bar, nhà nguyện, rạp chiếu phim, hồ bơi. Địa điểm này được thiết kế để phục vụ sức khỏe tinh thần của cư dân và cố gắng mô phỏng ánh sáng tự nhiên dù là nơi trú ẩn dưới lọc đất. Trong khu đô thị bao gồm các tòa nhà bảo vệ nằm dọc theo khuôn viên để đảm bảo an ninh. Một vấn đề mà Roscoe cho biết là nguyên nhân chính gây lo ngại chính cho các tỷ phú mà ông đã nói chuyện cùng. Pivot cũng cung cấp chỗ ở khiêm tốn hơn tại một địa điểm ở sao Dakota, Mỹ. Vivot cho biết những nơi trú ẩn của họ được thiết kế cho phép cư dân hoạt động trong tối thiểu một năm mà không cần phải quay lại thế giới bên ngoài. Họ cũng khẳng định khách hàng của mình không phải là top 1% thượng lưu mà gồm cả những người bình thường có học thức tốt với nhận thức sâu sắc về các sự kiện toàn cầu hiện tại. Thưa quý vị, giới siêu giàu đã chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và các thảm họa thảm khốc khác bằng cách đầu tư những hầm ngầm trú ẩn sang trọng tiêu chuẩn năm sao trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Các ngôi sao thể thao, các nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, thậm chí các chuyên gia công nghệ trước đó có tỷ phú Bill Gates được đồn đoán là đã đầu tư vào những hầm ngầm kiên cố trên khắp thế giới các hầm ngầm này được thiết kế để trụ vững trước một vụ nổ hạt nhân và đảm bảo rằng một số người giàu nhất thế giới không cần phải đi đâu trong suốt cuộc tấn công. Những hầm ngầm từng bị chỉ trích là quá đắt đỏ và được thiết kế cho những người giàu có lo lắng thái quá này đã bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn khi cuộc xung đột nga ukraine diễn ra. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhiều lần cảnh báo về việc Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Mới đây, ông nói Nga sẽ buộc phải dùng tới vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thành công. Giám đốc điều hành công ty Vivos Robert Vicino nói với hãng CNN rằng những khu phức hợp sang trọng là nhân tố sống còn cho sự sống sót của con người bởi vì con người không thể tồn tại lâu dài trong một môi trường cực khổ, lạnh lẽo và hoàng vắng. Theo đó, các hầm chứa tên lửa và bông kỳ quân sự đã được chuyển đổi thành các căn hộ và ngôi làng dưới lòng đất có đầy đủ rạp chiếu phim, bể bơi và các khu vui chơi giải trí ở một số nước bao gồm cả Mỹ và Đức. Trong đó, ban cảnh sát ở Mỹ có hai hầm trú ẩn sang trọng, trước đây là các hầm chứa tên lửa Aslat ở những địa điểm bí mật. Chúng được gia cố bằng thép đủ lớn để chứa thực phẩm trong một năm cho mỗi người dân và đủ kiên cố để chịu được các trận động đất. Nhưng những hầm ngầm này có giá không hề rẻ, một căn hộ penthouse tại khu Luxury Survival Condo Resort có giá lên tới 4,5 triệu đô la Mỹ. Dự án này do kỹ sư Larry Hall phát triển, ông là người đã biến các hầm chứa tên lửa thành các căn hộ an toàn có thể tồn tại ngay cả trong cuộc chiến tranh hạt nhân. Theo ông Hall, cơ sở này được bảo vệ an ninh đầy đủ khu hầm trú ẩn đầu tiên đã được bán hết và khu thứ hai hiện đang được xây dựng. Trang web của công ty cho biết nó cung cấp các căn hộ rộng rãi với nhiều tiện nghi bao gồm không gian sống sang trọng và một công viên tường leo núi, cửa hàng tổng hợp, một trang trại nuôi trồng thủy sản và các tính năng khác. Tất cả đều ngầm dưới lòng đất và được bao bọc bởi các bức tường dày đến 2,7 mét. Khu phức hợp này cũng có bể bơi, khu vực spa, rạp chiếu phim, quầy bar, phòng tập thể hình và cơ sở y tế. Ngoài ra còn có các khe suối, bàn bóng bàn và máy chơi game để các cư dân khỏi nhàm chán. Survival Condo cho hay trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn, Sụp đổ kinh tế hay bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tương lai, Larry và những cư dân cùng chia sẻ mối lo ngại chung. Đó là khả năng bảo vệ bản thân và gia đình của họ khi chính phủ bất lực. Theo tờ The Sun, những người mua căn hộ tại Survival Condo sống ở các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, nhưng tất cả đều có kế hoạch đi đến Kansas sát một cách nhanh chóng trong trường hợp xảy ra thảm họa. Một cư dân tại đây nói về căn hộ của mình, chất lượng căn hộ tương tự ở New York và bạn sẽ cảm thấy yên tâm với lựa chọn này. Trong khi đó, dự án Vivos Espon ở bang Sao Dakota, Mỹ được tạo thành từ 575 bông kỳ quân sự, có thể chứa tối đa 5.000 người mỗi căn hộ cao cấp tại đây có giá từ 33.000 đến 261.000 đô la Mỹ. Vivos cũng đang triển khai một dự án khác được ví như con tàu Noah thời hiện đại. Ở bên trong, nơi từng là kho chứa đạn dược thời chiến tranh lạnh ở đất, trong đó có 34 căn nhà có diện tích từ 232 đến 464 mét vuông. Nơi trú ẩn đặc biệt này sẽ bao gồm một bàn đối xe điện để đưa người dân đến nhà hàng, cửa hàng cà phê, hồ bơi, rạp chiếu phim và phòng chơi game. Ông Vicino nói thêm, "Chúng tôi có mọi tiện nghi như nhà ở, nhưng cũng có những tiện nghi mà bạn mong đợi khi rời khỏi nhà." Quý vị thân mến, những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.